Khi vẽ người hói ít tóc á, ít tóc á, thì cái điều mà một trong những điều các bạn chú ý nhất là cái nguồn sáng. Bởi vì á, ít tóc nó có nhiều dạng lắm, là một là bị bệnh, là có nghĩa là cái tóc á, không có mọc lại được. À, ví dụ như hình như nếu mình nhớ không nhầm là ca sĩ Phan Đinh Tùng. À, trường hợp thứ hai là họ cạo đầu chọc thì cái chân tóc đen á, vẫn còn. À, đây cái phần chỗ này nè, chúng ta vẫn diễn tả sắc độ nguyên một cái mảng kéo dài qua đây luôn, và nó chia tách bởi cái khối ụ mày, cái cơ khối ụ mày ở đây, và có cái chỗ chúng ta nhấn bằng vài cái nét mà gợi khối ngược lại như vậy đó, để chúng ta, và tiếp theo chúng ta đánh cái phần bên đây. Trong cái hình chân dung này thì ánh sáng chiếu vào cái chỗ giữa, chiếu ở giữa, và các bạn nhớ nè, kiểm soát những cái nếp nhăn. Nếp nhăn cũng là cái đặc điểm nhân vật nữa nha, nhiều nhân vật các bạn vẽ thiếu nếp nhăn, ví dụ nè, gợi nếp nhăn phải. Nếp nhăn cũng là cái dạng khối tròn, cái khối mình gồ lên. Những nhân vật nếu mà gợi vẽ thiếu nếp nhăn thì sẽ không ra được đặc điểm. Ví dụ trường hợp vẽ ông Kim Sung Gi thì ông sẽ có cái nếp nhăn này. Và nếp nhăn nó cũng không đều. Và ở đây nè các bạn, thấy là thầy dùng cái bút, thầy đánh nhiều hướng khác nhau nè, để một hồi chúng ta có được cái phần sáng, sáng rên á, tức là nhám nhám của cái hộp trên da. Khi ánh sáng bắt vào thì cái sáng rên này nó như cái dạng hộp. Thì chúng ta sẽ đánh sắc độ để mà chúng ta thấy được cái phần đó. Đó là cái cách mà mình tả da. Ví dụ ở bên cái chỗ này là cái vùng xa ánh sáng. Và chúng ta chú ý cái độ mấp mô ra vào. Và cái gương mặt của nhân vật khi mà cười hoặc là không. Thì cái cơ chỗ này nó cũng tác động ảnh hưởng khi mà cười hoặc không. Cái hệ thống bóng tối ở bên cái chỗ khuất sáng, và cái cách mà chia những cái diện liên quan đến xương hàm hay là cơ hàm hay là gò má khi mà cười, các bạn đánh theo cái múi cơ. Và nụ cười khi cười thì sẽ để lại một cái nhóm cơ, chỗ này nó lõm vào. Chúng ta diễn tả sắc độ nó đậm hơn, cũng như ở chỗ xương hàm, xương hàm bên đây cũng là trong hệ thống tối. Cách đánh bóng tượng thì chúng ta cũng nhìn khối theo cách này luôn, cách vẽ chân dung luôn.